Vâng, mỗi ngày em sẽ lại lên cho các bác một chiếc xe đẹp và chất. Cách đây khoảng hơn một tuần thì em đã lên cho các bác một chiếc xe Mazda CX-5 được sản xuất năm 2016, số tự động và động cơ là 2.0, cũng màu trắng ngọc trinh, đúng không ạ? Và ngay sau khi phiên live kết thúc cũng như là lên video thì một em ở Tứ Kỳ, Hải Dương đã đến chốt phiên bản đó của bên em rồi. Và cái video em đăng chiếc Mazda CX-5 2016 đang lên rất là nhiều quý chị ạ. Và rất nhiều quý anh chị có gọi điện cho em muốn một chiếc xe Mazda CX-5 như vậy. Thì ngay ngày hôm nay đây, em đã về cho các bác một chiếc xe đời cao hơn, phiên bản cao cấp hơn và trang bị được nhiều tính năng option hơn. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết để quý anh chị tham khảo cũng như là đánh giá chất lượng về phiên bản Mazda CX-5 2020 các bác ạ. Thì như quý anh chị đã nhìn thấy đây, Mazda CX-5 2020 thì cặp đèn nó đã được thu gọn rất nhỏ rồi quý chị ạ. Nó nhỏ nhắn hơn. Tuy nhiên thì cái năng lực sáng của nó sẽ không kém những cái chiếc xe thế hệ trước đâu quý chị ạ. Năng lực sáng của này thì cực cao luôn, với cặp đèn bi và có đèn LED siêu sáng các bác nhé. Ở phía trước thì xe được trang bị cảm biến vật cản này, 4 cảm biến vật cản phía trước và có logo Mazda ở giữa, chính giữa quý chị ạ. Đây là cái thương hiệu của xe nên là hãng sản xuất đã để một cái logo khá là to ở phía trước rồi. Check sang phía bên tài thì quý anh chị dễ dàng có thể nhìn thấy là nước sơn của chiếc xe còn khá là ok và mặt sơn còn rất đồng đều quý anh chị ạ. Tất cả các cái đường ghép nối này, từ lắp capo này cho đến ghép nối giữa cánh cửa, đó, tất cả các đường ghép nối này nó còn rất là kín khít và song song đồng đều với nhau các bác nhé. Điều này chứng tỏ là xe phía ngoài này không bị đâm xô tai nạn cũng như là thủy kích ngập nước, đúng không ạ? Tiếp theo thì tất cả các cái gần nẹp chân kính này thì đều được mạ chrome cao cấp. Với bộ la răng của chiếc xe này là bộ la răng 19 inch và 4 quả lốp thì cũng còn khá là ok luôn quý chị ạ. Còn cực dày. Và đây ạ, 4 quả lốp này thì các bác sẽ phải đi tầm khoảng 4 đến 5 vạn nữa thì quý anh chị mới phải thay 4 quả lốp này các bác nhá. Đấy. CX5 2020. Về phía sau này đây ạ. Con này thì nó trang bị khá là nhiều option. Về ngoại thất thì em có thể tổng hợp cho các bác luôn là ngoại thất thì xe được trang bị cảm biến vật cản phía trước và phía sau này. Chìa khóa thông minh một chạm, xi nhan trên gương, la răng đúc 19 inch và cốp mở điện các bác nhá. Cốp sau mở điện, các bác chỉ cần bấm và cốp sẽ mở lên cho các bác luôn, cũng như là tự động đóng cho các bác luôn. Đó. Em vừa mới thực hiện thao tác đóng mở cốp bằng điện cho các bác luôn rồi, đúng không ạ? Con này có cốp điện rồi. Nó hơn hẳn với lại những chiếc xe của thế hệ trước rồi, đúng không ạ? Và check sang phía bên này một chút này. Về cặp đèn cũng vậy các bác này. Cặp đèn hậu phía sau nó được giản tiện đi rất là nhiều rồi. Nó không còn to đùng thô kệch như là những chiếc thế hệ trước nữa, đúng không ạ? Nó thu gọn lại rất nhiều. Nhưng mà cái năng lực cũng như là cái tính năng của nó vẫn còn giữ nguyên được các bác nhé. Độ sáng rất ok luôn. Con này còn được trang bị thêm cả cửa sổ trời. Cửa sổ trời các bác này. Ok các bác nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào nội thất của chiếc xe CX-5 thế hệ 2020 để các bác cùng quan sát cũng như là tham khảo về các cái tính năng option của phiên bản này trước khi mà quý anh chị có ý định mua. Đấy. Em sẽ quay từ xa đến gần để các bác có điều kiện để xem rõ nét hơn quý anh chị ạ. Đấy, con này thì được trang bị bộ ghế da màu đen và tapi tablo màu đen. Đấy, chỉ có một màu thôi quý vị nhé. Và trên các tapi tablo thì đều có các cái chi tiết vân gỗ này. Nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó tạo điểm nhấn cho cái tapi rất đẹp, đúng không ạ? Xe được trang bị gương kính chỉnh điện và có cụp xòe điện. Vào phần này thì đây là cái nút mở cốp điện phía sau này. Đó. Chế độ TCS, chế độ iStop. iStop là chế độ tiết kiệm xăng khi mà quý anh chị dừng đèn đỏ. Các bác dừng lâu thì xe sẽ tự động tắt và khi quý anh chị khởi nhả chân ga khởi để vận hành thì xe sẽ tự động đề nổ cho các bác luôn nhé. Tiếp theo các bác có thể nhìn cái bộ ghế phía bên tai này cho em này. Xe được trang bị ghế chỉnh điện đa hướng, còn hoạt động rất là tốt luôn các bác. Và có thêm hai vị trí nhớ ghế cho các bác. Bộ ghế da thì còn đẹp như mới luôn, chưa có bất kỳ một cái vết chảy xước nào quý chị ạ. Ghế da còn ok luôn. 2020 hiện tại thì 4 năm rồi, đúng không ạ? Đây ghế bên phụ đây các bác này. Tiếp tục em sẽ giới thiệu các tính năng cho các bác nhé. Ở đây thì có vô lăng tiệp phím bấm. Và trước khi mà đi vào phần tính năng thì các bác có thể nhìn cho em một chút về cái vô lăng này. Cái vô lăng thì nó cũng đẹp như mới luôn, đúng không ạ? Zoom sát lại cho các bác này.
nó gần như là trong hãng ra luôn. Hai cái khóe vô lăng này nó gần như không có bất kỳ cái độ mài mòn nào, đúng không ạ? Không đáng kể các bác nhé. Qua đây được trang bị cruise control là tính năng ga tự động rồi này. Đấy. Có thêm đèn nổ start stop, điều hòa auto và hai vùng độc lập này. Về túi khí thì xe được trang bị 4 túi khí an toàn, bao gồm có túi khí trên vô lăng, túi khí bên phụ và túi khí dạng rèm. Túi rèm bên hông này các bác nhé, thì cái túi khí rèm này nó sẽ kéo dài từ cột A phía trước cho đến cột A phía sau các bạn. Đấy. Trần nỉ nguyên bản và có cửa sổ trời luôn. Tiện sẽ quay luôn với cái cửa sổ trời để các bác có thể tham khảo luôn nhé. Và ok các bác này, tiết tappi tablo thì đảm bảo cho các bác là xe đẹp xuất sắc luôn. Con này thì không có gì phải bàn về chất quý chị ạ. Các bác gọi là gọi điện cho em gì, các bác chỉ gọi coi như là này, tham khảo cũng như là thương lượng về giá cả thôi. Còn chất lượng thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác là xe ok nhất, đúng không ạ? Ok, và ngay sau đây thì em sẽ khởi động chiếc xe này lên để cùng nhau chúng ta tham khảo cũng như check test về khối động cơ của chiếc xe Mazda CX-5 này. Đó. Ok các bác nhé, ở đây thì chúng ta sẽ không còn... Ok, em sẽ đợi em một chút, em để giảm cái volume của cái radio đi. Ở đây thì nó không còn có những cái báo hiệu nào khác. Thứ nhất là ngoài cái báo hiệu là xe đang ở trạng thái mở cửa ra này và chưa thắt dây an toàn cũng như là đang ở trạng thái mở cửa. Còn đây là trạng thái báo xăng gần hết rồi quý chị nhá, báo vàng rồi. Ở đây cũng thế này, đang là báo xe đang ở trạng thái là gần hết xăng rồi. Ngoài ra thì không còn bất kỳ một cái chi tiết nào khác quý chị ạ. Ok, để em mở phần ô đô lên để các bác cùng tham khảo về ô đô các bác nhé. Cái này thì nó con này thì chạy hơn 5 vạn rồi các bạn, nó thuộc 5 vạn rưỡi rồi. Ok, và ngay sau đây thì mời các bác ra phần khoang động cơ để chúng ta cùng nhau đi check test về khối động cơ của chiếc xe này luôn. Thì trước khi em mở lắp capo thì các bác có thể lắng nghe về khối động cơ khi mà em chưa mở lắp capo các bác nhé. Đó, em đang để ở mức độ gọi là ngay sát cái đầu xe, chỉ có khoảng 10 phân thôi con này. Ok, gần như là các bác không nghe được tiếng động cơ, đúng không ạ? Nó chỉ có tiếng quạt gió thôi. Vâng, và trái tim của chiếc xe này là khối động cơ 2.0, động cơ 4 xi lanh 2.0 các bạn. Và mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này thì nó cũng không quá nhiều, bởi vì nó được trang bị công nghệ ECO, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu rồi, nên là nó cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm từ 8 lít thôi, 7 đến 8 lít trên 100 km cũng được. Và đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái ốc của chân máy này nó còn nguyên zin các bác nhé, chân máy chưa từng bị mở luôn, còn nguyên zin. Và tất cả các chi tiết trong khoang động cơ thì vẫn còn nguyên zin hết. Và em sẽ mở cái lắp này lên để quay cái phần lắp giàn cò cho các bác luôn nhé. Ok các bác này, lắp giàn cò vẫn còn zin hết luôn, đúng không ạ? Tất cả những lắp con ốc của lắp giàn cò này chưa động chạm đâu nhá. Và cái keo này gọi là keo cờ này, keo của nhà máy sản xuất này, nó vẫn là keo zin nguyên bản của cái khối động cơ này luôn các bác ạ. Thì con này thì em đảm bảo cho các bác là zin từ A đến Z luôn các bác nhá. Thì bác nào quan tâm tới phiên bản này thì các bác vui lòng là comment ngay vào số ZL cho bên em. Số điện thoại hotline của bên em là số 0947 535 262. Vâng, và em vừa giới thiệu cho các bác về phiên bản Mazda CX-5 2020 bản 2.0 Premium, số tự động. Và bác nào mà đang có nhu cầu mua bán trao đổi ký gửi chiếc xe Mazda CX-5 này thì quý anh chị vui lòng là comment vào số hotline của bên em là số 0947 535 262 để được thương lượng về giá cũng như là mua được chiếc xe này với mức giá hợp lý nhất. Xin cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong các clip lần sau ạ.